Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, tam hội hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý tìm kiếm người có thể giúp bạn chia sẻ những ý tưởng, giúp bạn tư duy cho những việc quan trọng ngày hôm nay đây là ngày mà bạn sẽ có cơ hội để trò chuyện với những người có nhiều ý tưởng hay khuyến khích bạn suy nghĩ nhiều hơn một chút đấy nhé người tuổi tý có được thiên tài mang tới tiền bạc nhưng điều đáng quý hơn là bạn có thể có nhiều trải nghiệm hơn từ việc kiếm tiền là thứ mà bạn khát khao có được vậy thì đây chính là ngày để bạn lắng nghe tìm tòi và học hỏi những trải nghiệm thú vị từ đó bổ sung kiến thức để tiếp tục gia tăng tài sản hôm nay sức khỏe của bản mệnh không được tốt có thể bạn thường xuyên đau đầu chóng mặt vì thiếu máu lên não nếu thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng thì bạn nên tìm cách giải tỏa chúng càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc đang tiến hành hoặc có dự tính gì sẽ có sự kiện khác làm cho thay đổi. Thời cơ chưa đến, không nên tiến hành hoặc xuất đầu lộ diện. Có khách hoặc có bạn mới đề nghị công việc mới, chỉ nên ghi nhận ý kiến không nên quyết định, tình cảm tốt. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng, hoặc có nhiều sự thay đổi, nhận được công việc, tin tức mới, nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn. Tử vi tuổi mậu tí. Thuộc mệnh hỏa. Chuyện tiền bạc là việc rất hệ trọng, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi tiến hành. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, trang trí đồ đạc, vật dụng. Sự chờ đợi bè bạn, thân nhân, hoặc tin tức còn chậm vì có trở ngại ở xa. Nếu là công việc thì có nhiều đổi thay khiến cho những dự tính của mình không phù hợp, phải bỏ dở, phá ngang. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc. Tử Vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, nên thay đổi phương hướng làm ăn và tiến hành nhanh chóng. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc. Tử Vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi sửu. Đây là ngày nhờ tác động của thiên ấn mà dường như con giáp tuổi sửu sẽ phát hiện ra một vài niềm đam mê mới về những điều mà từ trước đến giờ có thể bạn không quan tâm vậy thì hôm nay chính là cơ hội để tìm tòi khám phá và cảm nhận những giá trị thú vị trong đời sống mà bạn chưa biết tới thổ khí vượng cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh cần phải lưu tâm hơn trong ngày hôm nay mọi đánh giá của bạn có thể là chủ quan bạn nên đi khám sớm và không quên quan sát những thay đổi trong cơ thể mình mà bạn cảm nhận được trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng thai phụ giường ngủ và nhà vệ sinh do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải có sự khéo léo nhu nhuyễn, luồn lách tốt hơn là ra mặt và tiến chậm rãi thì mới có kết quả. Nên tự tin vào mình, không nên nghe ý kiến của người khác. Nhưng đây không phải là ngày mưu cầu những việc lớn lao nếu có thể được nên rời vào một ngày khác tài lộc chậm nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có lộc nhỏ tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn không nên nóng nảy khi gặp trắc trở chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân cơ hội ngày có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn việc làm tình cảm sức khỏe của họ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng tránh mọi sự việc của người khác, không nên nhúng tay vào. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về công việc, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày không tốt cho sự tiến hành công việc khởi công có nhiều tin xấu về sức khỏe công danh cũng như bổn mạng tiền bạc nên ngồi yên tránh mọi sự giao thiệp đính ước hò hẹn đầu tư tử vi tuổi dần hôm nay nhờ có chính quan mà công việc không đòi hỏi ở người tuổi dần nỗ lực quá nhiều trái lại đây lại là một ngày để bạn có thể đặt mọi thứ ở chế độ tự động và cho mình thời gian để thả lỏng thư giãn đôi chút đấy hôm nay bản mệnh nên xem xét lại tình cảm của mình cảm xúc bạn dành cho người đó là thế nào nếu bạn có bất cứ tình cảm nào với đối phương hoặc ngược lại hãy cố gắng để chia sẻ với họ một cách thẳng thắn để họ không phải mất công nghĩ ngợi băn khoăn quá nhiều nhé hôm nay là ngày 27 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Dù có điều lợi cũng phải có sự phân chia san sẻ, hoặc có tài lộc cũng phải hao tốn cho các việc đã đến hạn kỳ, tu bổ, sửa chữa các nhu cầu cần thiết về nhà cửa, đồ đạc, xe cộ, máy móc, đám tiệc, khách khứa. Có khách hoặc bè bạn đến, hao tốn cũng có, lợi lộc cũng có. Có tin tức tốt, trong đó có người nhờ mình làm giúp một công việc. Không nên ra mặt hoặc công bố, chỉ nên âm thầm tiến hành mới có kết quả. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc tan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt, có quý nhân giúp đỡ, ngày có sự đáo hạn, hẹn ước tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mọi việc nên từ từ giải quyết tiến nhanh có hại dù rằng vẫn biết sự việc đang thay đổi biến động nên chú trọng công việc hiện tại tài lộc dễ hao hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước đề phòng tiểu nhân hoặc có sự bất đồng ý kiến trong gia đạo công sở nên giới hạn sự giao thiệp gặp gỡ đi lại tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao rộng mới có thể thành công. Nên nặng về hình thức quảng cáo. Có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch, chia trác, tiệc tùng. Thuận lợi cho việc cầu hôn, kết bạn, hẹn ước, thỏa thuận. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nếu có sự hoàn tất kết thúc thì phải nên xem xét lại việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng dù đã có toan tính sắp xếp e có sự thiếu sót hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới ngày có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin của họ mọi việc nên từ từ giải quyết tiến nhanh có hại tài lộc dễ hao hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi mão thiên quan có thể khiến bạn vướng vào rắc rối nhưng con giáp tuổi mão nên làm chủ tình hình đừng đẩy mọi thứ lên mức thái quá ngày hôm nay nhất là những cảm xúc của bạn đôi khi một chút bốc đồng và hành xử cảm tính lại đem lại nhiều tác dụng hơn là việc suy nghĩ thái quá đặt ra quá nhiều giả thuyết điều đó có thể làm chậm tiến độ của bạn các hoạt động động não tư duy rất quan trọng ngày hôm nay bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với vô khối những câu hỏi bạn hãy dùng kiến thức mà bạn tích lũy bao lâu nay để gây ấn tượng với mọi người Ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 là ngày Tam Nương sát, ngày này được xem là ngày xấu. Bản mệnh nên lưu ý kỵ những việc như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Mọi quan hệ về tình cảm giao ước đều không tốt, người đến với mình chỉ mong nhờ sự giúp đỡ hoặc đưa mình vào tình thế khó xử sự. Ngày hoàn toàn không có lợi cho mọi việc, sức khỏe không tốt, nên ngồi yên. Nếu hành động hoặc tiến hành công việc thì phải nhờ đến người khác đại diện cho mình may ra mới có kết quả. Tử Vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có thể tạm ổn, không nên có sự đương đầu thái quá không tốt. Ngày có đủ mọi sự việc hoặc tin tức đến mà cũng không giải quyết được gì. Có tin buồn nên nhẫn nại, cẩn trọng về sức khỏe. Tài lộc dễ hao. Tử Vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Nếu có ý muốn thay đổi về công việc, nơi ăn trốn ở, công sở thì không nên vội vã quyết định. Ngày có tin tức đảo lộn với sự dự tính lúc trước. Có tài lộc, lộc ăn, quà tặng. Ngày gặp quý nhân, có tiệc tùng, đỉnh đám, gặp gỡ. Hao tài về giao thiệp, mua sắm. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên truyền nhà cửa văn phòng công ăn việc làm sức khỏe có liên quan đến mình thân nhân bè bạn có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước có cuộc đi ngắn gặp mặt hội họp gặp gỡ tài lộc trung bình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày có sự hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm có sự vất vả vì nhiều công việc nhưng cũng có đám tiệc có khách đến sức khỏe không tốt nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã đừng để bị lôi cuốn nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước hứa hẹn tử vi tuổi thìn hôm nay người tuổi thìn nên nhẹ nhàng khéo léo trong lời ăn tiếng nói ngày có sửu thìn tương phá bạn nên hiểu rằng cách bạn truyền đạt những cảm xúc của mình có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc người khác nghĩ gì về bạn đấy vì thế nên tinh tế một chút thì hơn kiếp tài nhắc nhở người tuổi thìn chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến các kế hoạch quan trọng của bạn ngày hôm nay thế nên bạn cần phải hết sức cẩn trọng với mọi chi tiết đồng thời chớ nên hời hợt bỏ qua chúng rồi hối tiếc nhé sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút nếu bạn có ý muốn giảm cân thì cũng phải thực hiện đúng cách đừng ai nói gì cũng nghe và làm theo một cách thiếu khoa học như hiện nay tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần lưu ý những việc làm giấy tờ ở quá khứ có điều sơ sót ảnh hưởng đến công việc hiện tại nếu thấy có điểm gì nghi ngờ nên tìm hiểu lại không nên phát triển thêm hoặc đầu tư tiến hành mọi chuyện không có lợi tài lộc còn chậm chạp nếu có cũng vào nhanh ra nhanh đề phòng tiểu nhân chơi xấu tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết mọi việc cần phải có sự khéo léo uyển chuyển mới có kết quả tuy nhiên không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc quá nhiều không nên hấp tấp cần phải biết chờ đợi tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả làm gì cũng nên giữ lấy uy tín tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt vướng víu ngay cả những chuyện không có lợi nên hòa thuận tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy có lộc nhỏ hoặc được lộc ăn quà tặng nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên có tin tức của bè bạn người thân ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn chấm dứt cho một công đoạn làm ăn đi xa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương, những ánh mắt, nụ cười cuốn hút mà có thể bạn thậm chí không cưỡng lại được. Hãy cho mình cơ hội thoát ra khỏi công việc để có thể chăm chút cho những cảm xúc của bản thân nhé. Có những điểm bạn chưa được mạnh và phải có sự hỗ trợ của chính ấn, điều đó là tất nhiên nhé con giáp tuổi tỵ. Vì thế, thay vì chối bỏ hãy biết cảm ơn những gì bạn có và những gì bạn được giúp sức. Bảo vệ hình ảnh, tên tuổi của bạn là một điều cần thiết ngày hôm nay bạn cũng nên thận trọng một chút trong giao tiếp đừng gây tổn thương cho người khác vì những lời lẽ thiếu tinh tế của mình nhé tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro lỡ bước không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối sức khỏe không tốt có tin buồn chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn tu bổ sửa chữa mua sắm có quý nhân giúp đỡ tài lộc không tốt Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng mới có thể vượt qua. Tin tức đều không tốt hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sức khỏe không tốt, nếu không có gì cần thiết thì nên nghỉ ngơi hoặc chỉ lo tu bổ chỉnh đốn những công việc cũ. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc. Đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi tân Tỵ thuộc mệnh kim không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về buồn mạng sức khỏe công danh của mình về người thân không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mít lòng có tin buồn tâm tình bất an hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả tránh tranh cãi phân bua sự việc gì cũng có cách giải quyết nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi ngọ, sửu ngọ tương hại khiến ngày hôm nay con giáp tuổi ngọ có phần thiếu quyết đoán trong mọi vấn đề. Sự lưỡng lự của bạn có thể khiến cho nhiều kế hoạch sẽ trở nên giang dở. Tốt nhất là nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn trong mọi quyết định của bản thân nhé. Người tuổi ngọ có năng lực thì tại sao phải ngại? nhân khi có thiên ấn che chở thì đừng để sự ngại ngần nhút nhát có thể khiến cho bạn đánh mất cơ hội của mình ngày hôm nay hãy tự tin bày tỏ những ý tưởng lên kế hoạch đầy sáng tạo cho mình nhờ thế bạn mới có thể đạt được những thành công giá trị trong tương lai hôm nay mọi người xung quanh dường như rất hiếu kỳ về bạn bằng thái độ tích cực họ muốn nghe bạn nói muốn hiểu hơn về bạn vậy thì hãy cho họ cơ hội để có thể gần gũi hơn đừng quá khép kín đừng quá lạnh lùng và trở nên xa lánh đám đông tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Đề phòng trộm cắp, mắc lừa, bội ước, hoặc có người khác nhúng tay xen vào chuyện của mình. Ngày có nhiều phiền muộn bất mãn, nhưng vẫn có người hiểu mình, chia ngọt xẻ bùi, tài lộc không tốt. Chỉ nên làm việc bình thường. Bôn ba nhiều cũng không có lợi gì. Nên kiên nhẫn chờ thời. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm hoặc có tiệc tùng dự tiệc trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên truyền nhà cửa văn phòng công ăn việc làm sức khỏe có liên quan đến mình thân nhân bè bạn có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình, tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Khi tiến hành công việc gì thì nên làm nhanh chóng, không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi, lỡ bộ. Nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, trở ngại, phê bình, dèm pha, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về ý kiến. Có sự gặp gỡ hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau. Chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp nên rẻ rặt, không nên đi quá xa. Nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi. Việc đi lại, di chuyển không đúng theo ý muốn, có sự thay đổi ở dọc đường. Có chuyện vui, có khách đến, có tài lộc. tử vi tuổi mùi. Tứ hành xung dự báo con giáp tuổi mùi không sử dụng đúng nguồn lực của mình và dễ để xảy ra sai sót, ảnh hưởng không nhỏ tới người xung quanh. Bản mệnh nên khiêm tốn hơn, tránh tự cao tự đại lại không để ý tới chi tiết. Hãy cứ thật thà, thẳng thắn một chút thì tốt hơn cho người tuổi mùi dù cho tỷ kiên đẩy bạn tới tình huống xấu tới mức nào. Đôi khi bạn cần phải gạt bỏ thói quen xã giao hay những lời khéo léo để thẳng thắn đề cập vấn đề, nếu muốn hai phía tìm được tiếng nói chung ngày hôm nay. Thổ thủy xung khắc khuyên bản mệnh không sống trong thế giới của người khác thì đừng vội cho ai đó lời khuyên nhé. Nhất là vấn đề tiền bạc, đâu phải khi nào bạn cũng có được những quyết định đủ khôn ngoan, tỉnh táo phải không nào? Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước có cuộc đi ngắn gặp mặt hội họp gặp gỡ tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày sung của bổn mạng không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công ngày gặp nhiều khó khăn trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt có tin buồn cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng ngày dễ gặp chuyện bất lợi bực mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng ngày không nên quyết định những chuyện lớn lao nếu có tin tức đến chớ vội tin và cũng không nên quyết định nhanh chóng cần có sự hội họp bàn thảo có tin buồn ngày tài lộc vào ra thất thường dễ hao cẩn trọng sức khỏe không được tốt tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tất cả mọi việc nên cẩn trọng vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn cháo trở hoặc thiếu sót gặp chuyện dày dạp phiền toái về giao thiệp gặp gỡ sức khỏe không tốt Bất cứ việc gì đến đều có sự chắc chờ trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ, có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn, dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. tử vi tuổi thân kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi thân nên đổi góc nhìn là cách để có thể tiếp cận mọi việc một cách dễ dàng hơn ngày hôm nay kể cả khi bạn muốn đưa ra một kết luận hay đánh giá một ai đó tuy nhiên bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người đấy hãy sẵn sàng để tự thân vận động nhé ngày này cũng cho bạn được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng Tuy nhiên, nếu bạn không thích thú với những tương tác xã hội thì cũng đừng gượng ép mình nhé, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, điều đó cũng bao gồm cả cảm xúc của bạn. Ngủ hành kim thủy tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy. Ngày trung bình có sự gặp gỡ bè bạn, hội họp, hẹn ước hoặc có tin tốt có sự chi tiêu, hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính. Trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi. Ngày có sự tu bổ sửa chữa hoặc thay đổi ý định vì sự việc đã xảy ra hoàn toàn khác. Không nên quá tin cẩn vào tin tức của người khác đem lại. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Chớ nên hấp tấp vội vàng hoặc làm chuyện liều lĩnh khi chưa nắm vững được sự việc vì còn có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày, tin tức tốt xấu lẫn lộn nên có sự nhu nhuyễn luồng lách xoay chờ khéo léo tránh sự hư hại được điều này lại mất điều kia sự mong cầu về tiền bạc tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận có sự hao tốn hư hại tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên ở lâu nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh dễ gặp sự phá ngang bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn hoặc những việc nhỏ nhặt không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối phiền toái có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng tin vui đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước có tin xa hoặc gặp gỡ người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh dễ gặp sự phá ngang bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên ở lâu nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi dậu ai đó gửi đến người tuổi dậu những tín hiệu đặc biệt cho thấy họ quan tâm đến bạn trong ngày có tam hợp nâng đỡ nếu bạn muốn thì hãy cho mình cơ hội để dấn thân vào những phút giây lãng mạn trong đời sống tình cảm nhé chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc đâu đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi dậu khi có thực thần che chở nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình thay vì để người khác hiểu lầm sự im lặng quá lâu của bạn hôm nay bạn có cơ hội nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tích cực hơn và từ đó tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều đây là ngày để bạn làm mới chính những cảm xúc của mình và tận hưởng những phút giây thoải mái thư giãn hơn tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy mọi việc không nên đương đầu một cách ngang ngửa cần phải có sự khéo léo cần đến ý kiến của quý nhân mới có kết quả ngày có nhiều tin không tốt tin buồn về sức khỏe công danh tài lộ của mình và người thân bè bạn có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần đến sửa chữa mua sắm có tin xấu về di chuyển đi lại tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có quý nhân giúp đỡ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có sự dọn dẹp tu bổ sửa chữa ngày có nhiều việc xảy ra phải lo âu tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp mua sắm sức khỏe không tốt có tin buồn ở xa làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt không có lợi có sự hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng đình đám nhưng có tin không tốt chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi tuất hình hại đặc quyền cho thấy kẻ cao ngạo nào đó với cái tôi quá lớn có thể nói ra những lời chê bai và thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính hình ảnh của họ bạn cứ bình tĩnh hãy cứ để họ tự hiểu rõ những sai sót của mình và có điều chỉnh cần thiết trong những lần tiếp theo nhé người tuổi tuất kiếp tài khiến người tuổi tuất thất vọng về mối quan hệ của mình nhưng đừng vơ đũa cả nắm vẫn có người sẵn lòng giúp bạn đấy nhé chủ động đề nghị sự giúp đỡ của họ để bù đắp cho yếu điểm của mình đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, nhất là những ai có vấn đề liên quan tới phổi phải thăm khám sớm và không quên điều chỉnh lại lối sống. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày chỉ nên thu vén, sắp xếp lại công việc cũng như về mặt nhân sự, hoặc tu bổ dọn dẹp sửa chữa nhà cửa. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói, nêu ý kiến, vì chưa phải là dịp thuận tiện. Đề phòng có người dòm ngó, dèm pha tài lộc kém dễ hao tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên vướng vào những công việc hoặc tình cảm mà mình không có dính líu quan hệ nếu chính là chuyện của mình thì nên nhẫn nhịn lấy sự hòa thuận làm đầu để giải quyết sau mới dùng đến nguyên tắc ngoài ra chỉ nên chăm lo đến những công việc hiện tại hoặc những công việc đã có dự tính tài lộc trung bình có tin buồn tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ sửa chữa giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đến nơi nào cũng không nên ở lâu ngày có tin xa hoặc gặp gỡ người thân gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Tử vi tuổi hợi. Nhờ tam hội nâng đỡ mà người tuổi hợi có những đánh giá đúng hơn về mối quan hệ hiện tại với bạn bè, người thân. Những tình cảm thân thiết hiện tại là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn trong những thời điểm khó khăn đấy nhé. Thương quan dự báo người tuổi hợi có thể nổi nóng vì những điều không như ý bản mệnh nên giữ cho mình sự chủ động, bình tĩnh trong mọi tình huống là lời khuyên dành cho ngày hôm nay. Hẳn nhiên điều đó không có nghĩa rằng bạn không được quyền mơ mộng, nhưng đừng xa rời thực tế. Chỉ sự chăm chỉ và nỗ lực hết mình mới giúp bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất trong công việc mà thôi. Thủy khí vượng là lúc mà bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, thời gian qua bạn đã làm việc quá sức mà quên đi việc dành thời gian cho riêng mình. Ngày hôm nay, bạn đừng quên hãy cho phép bản thân được sạc thêm năng lượng bạn nhé tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn hao tốn ngày gặp chuyện không đâu không có lợi chỉ nhận được những tin buồn dù có người đến đem lại lợi lộc cho mình cũng phải có sự hao tốn chia sẻ sức khỏe không tốt có tin xa tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại chớ nên nôn nóng khi có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi giải quyết công việc. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không dễ có chuyện phiền hà mất mát tình cảm làm ơn nên oán tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi cẩn trọng khi đi lại di chuyển nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không dễ có chuyện phiền hà mất mát tình cảm làm ơn nên oán tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại